Dạ, con chào bác ạ. Dạ, con và bạn con có một số câu hỏi nhờ bác trả lời giúp con ạ. Rồi, con hỏi đi. Dạ, có nghe nói tu là bị nhân quả. Vậy nếu như mình không có tu đạo nào hết thì có được không bác? Mình không tu, mình tu là ví dụ còn trên trái đất này nó có nhiều cái đạo, tu thánh thành thánh, tu thần thành thần, tu Phật thành Phật. Nghe không? Còn con không tu thì con ở trong gia đình theo cái dòng họ luân hồi làm vợ chồng con cái hòa nhau. Gọi là nhân quả của gia đình, rồi nhân quả của thánh, rồi nhân quả của thần, nên nhân quả của Phật luôn. Phật cũng có nhân quả chứ không phải không à, phải hiểu cái nguyên tắc này. Nó ba cái giới luân hồi ở trong trái đất, một cái giới dâng ra ngoài trái đất luôn. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, câu số 2. Dạ thưa bác, con có quen một cô này thì cô hay đi tu ở thiền viện. Thì cô nghe nói là mình phải tu thiền để ngồi thiền thanh tịnh thì mới đạt đạo, mới thành Phật được. Nhưng mà giờ dạo đây thì cô hay bị đau nhức do lớn tuổi. Cô cũng trăn trở là thắc mắc là vậy có phải là bắt buộc phải ngồi thiền thì mới thành Phật được không bác? Bây giờ ngồi thiền là thành A-la-hán, thành thánh A-la-hán, thành Phật không có ngồi. Vì thế mà lục tổ Huệ Năng nó ngồi mà điên. Thấy không? Suốt 36 vị tổ thiền tông không ông nào ngồi hết. Hoàn toàn không ông nào ngồi hết. Thì tổ mà ta không ngồi cùng mình là làm sao ngồi? Bây giờ lục tổ nói một cái câu mà ai cũng hiểu. Bây giờ ông còn sống trong ngồi thiền đó, rồi ông chết rồi sao? Chết trong có ngồi được không? Thành ra cái thân này là duyên hợp, không thể làm bất cứ cái gì mà nó chỉ có mở một con đường là cho con đi ra ngoài. Con hiểu cái này nè, thấy không? Đi ra này bà đi bằng trí tuệ. Còn không, con không hiểu cái này thì hoàn toàn tu bất cứ cái gì cũng phải sai hết. Thế gian mấy cái thiền tông ra đời là để nói bằng sự thật trái đất này, mà nó nói bằng cái nguyên lý vật lý nhân quả và điện từ âm dương, chứ không phải nó nói một một giới được ba thứ. Mình tu theo đạo Phật thì phải hiểu cái này. Còn cái ngồi thiền được chứ mấy không, ngồi thiền để có thần thông được, ngồi thiền biết quá khứ vị lai được, ngồi thiền thành thánh A La Hán được, thấy không? Chứ thành nhiều thiền thành Phật thì sao? Đừng, ông Phật nói đừng có lấy cát mà nấu để thành cơm. Cát không nấu thành cơm được đấy. Ngồi thiền không thành Phật được. Ngồi thiền thành thánh được thì được. Đó, chứ ngồi thiền thành Phật hoàn toàn không được. Thật là cái gì? Phật là cái chân như, tại phải ngồi, nó là cái chân như. Giống như con có hột xoàn quý vậy là mà biểu ra làm sao cho cái, thì đem ra xài thôi, không xài mà. Hoặc là đồ con không đem xài, con đem ra con tẩy bùn rồi con chùi con rửa rồi làm hoài làm sao được. Phải hiểu Phật là gì, Phật là cái chân như, cái chân thật nó vậy thôi, không có tu. Mà tại vì á ở bên đó thì nó là một nguyên tử sáng thôi, nó không có cái thân. Thì thấy ông kia làm sao ông có cái thân, ông muốn có cái thân nó vô trong thế giới loài người nè, tạo công đức về. Công đức là cái vật tư để làm cái thân ông đó. Giống như con người của mình ở thế giới này nè, đất nước gió lửa là cái thân của mình đó, gọi là thân tứ đại. Đất nước gió lửa là cái thân của mình đó. Còn mất cái thân là gì? Mất cái thân thì nó đâu còn thân nữa đâu. Thì tứ đại trải về tứ đại làm sao nó còn. Mà muốn còn sở dĩ mà cái công đức đem về bên kia, đem về Phật giới để định hình ra một kim thân Phật. Cái kim thân Phật này là cái công đức nó nhồi lại với cái điện từ quang nó mới ra một kim thân Phật được. Còn mình ở đây tứ đại nó nhầu với điện từ âm dương nó phát ra con người. Vì thế mà con người bảy tê, con người họ không ai thoát khỏi được người bảy tê đâu, thấy không? Con tìm hết thì dù ai cũng vậy, cũng phải dính vô con người bảy tê hết, không cách nào thoát được người bảy tê này đâu. Rồi con hỏi tiếp Dạ, đi. bảy tê là sao bác? Bảy tê là tình tiền tù tội tu, tình tiền tu tử tử. Tình tiền tù tội tu tử tử, vô tiền tình tiền
vô tu, tu mà tu hoài không được thì tử tử chết cho rồi. Con người ta có vòng vòng vậy vậy. Vô thế giới vật lý này hoàn toàn không có làm gì nữa đó. Muốn không thể, muốn giải thoát đừng có làm gì hết, cộng công thức về. Còn ở đây thì phải mang bãi tê, con có tình không? Phải có vợ chồng là theo con, sống phải có tiền. Mà sao? Rồi giờ muốn giải thoát phải tu. Tu sao được, tu không được tự tử chết cho rồi. Nó dính đi cái vòng vòng hoài không chạy ra khỏi đâu. Thấy không? Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, nếu nói mà tu ngồi thiền không có thành Phật được, vậy có sao Đức Phật ngồi thiền dưới cội Bồ Đề 49 ngày để đắc đạo thưa bác? Con có học lịch sử Phật không? Vô nói là trong kinh Đại Bát Niết Bàn nói ta đã thành Phật từ điều đời trước ở cõi trời độ xuất rồi, xuống đây để gì? Cũng thành Phật, nhưng mà thế giới vật lý này ổng phải bị tình tiền tù tội. Ổng mới làm lớn mà, ổng mới vô cái này. Khi mà ổng trả xong hiểu cái này rồi ổng mới ra, ổng dạy đạo, ổng làm bộ ra ngồi gốc Bồ Đề 49 ngày để gì? Ổng phát cái hào quang sáng ra, ta nói ổng này thành Phật. Chứ sự thật là ổng kiểm 49 ngày là ổng kiểm cái tam minh lục thông tứ vô sở quý thập bát bất rộng. Một con người đạt được cái này rồi thì mới giải đạo được. Con mà không có cái thần thông thì con giải đạo mấy cái ông cúng đập con chết luôn. Thấy không? Vì thế cái thời Đức Phật á, ông giải đạo đạo cúng nhiều lắm. Mà ông có thần thông á, vì thế mà đạo cúng gì nó cho con voi uống rượu á, biểu mày là giết ông này, nó đâu có giết được đâu. Ông có thần thông, ông đẩy nó đi ra. Ông vô não giết ổng á. Ông có thần thông, ông đẩy ông vô não ra. Chứ nếu không có sao? Ông Phật không có thần thông, không có thần thông A-la-hán thì ông Phật không giải đạo thế gian này được. Ông người ta giết ổng luôn, nói cho con biết. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Dạ, nói tu là sẽ bị đi theo nhân quả. Vậy thì có nhiều... sách bây giờ đang viết là mình phải niệm Phật thì mới thành Phật được, hoặc là lễ Phật một lễ thì phước sanh vô lượng, niệm Phật một niệm thì tội diệt hàng xa. Thì tại sao lại có những quyển sách viết như vậy ạ? Sách này sách tưởng, ta tưởng chứ nói vậy thôi chứ làm chứ. Bây giờ con suy nghĩ trong 12 bộ kinh Đại Thừa có cái quyển kinh nào nói kêu bằng lại một lời mà phước sanh vô lượng không? Hoàn toàn không có. Trong 12 bộ kinh, mình tu phải căn cứ vào mấy bộ kinh của Đức Phật dạy, 12 bộ kinh Đại Thừa làm chuẩn. Thấy không? Còn mấy ông nói vậy là tu tưởng. Bây giờ con suy nghĩ này, ví dụ con cắt ra một cái cơ sở con tu, chú không nói chùa hay nhà thờ vậy đó. Mà giờ con không làm gì hết thì làm sao? Ai tới? Không lẽ con cắt rồi không ai tới rồi con đốt. Vì thế mà con phải bài cái tưởng này tưởng kia để gì? Người ta tới để con người tới cái chùa chứ hoặc là tới cơ sở tu chứ. Nếu mà con không tưởng là không làm sao? Thế đất này chứ, thấy đất nhân quả vật lý rõ ràng như vậy, ông Phật nói rất rõ. Tại người ta không có học hiểu của ông Phật. Bây giờ con suy nghĩ nè, ông Phật nói một cái câu này nè: cúng dường vô số Đức Phật không bằng cúng dường một vị đạo nhân vô tu vô chứng. Ông không có tu vậy đó mà cúng ổng là công đức vô lượng á. Rồi sao? Nếu mà câu đó mà đem vô chùa treo một cái thì có ai vô chùa cúng không? Con suy nghĩ đi. Một câu thôi là kinh Phật nói chứ không phải là người ngoài nói. Kinh Phật nói rõ ràng. Rồi trong kinh Phật có nói câu này nè: lấy sắc cầu ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà. Sắc là gì? Thấy ông Phật đẹp quá lại ổng, mày tà, mày lại tao rồi mày tà đó. Thấy không? Âm thanh là gì? Gõ mõ tụng kinh cho hay. Mày tu theo đạo ma đó, dám không? Con dám. Ai dám khai thác hai cái câu kinh này của ông Phật? Câu mấy câu kinh này mà đưa ra hoàn toàn không có ai dám lại chùa đó, chứ đừng có nói. Rồi con suy nghĩ sao này? Tại vì cái đạo Phật này nè, cái công thức giải thoát này nó là một khi vị một thành Phật rồi phải mấy ngàn năm, trên 2500 mấy chục năm sau mới được công bố ra. Để chi? Để nó có hai cái phần mà cứu giảng lại cái
cái tinh hoa của đạo Phật. Thứ hai là cứu giảng con người không mê tín, không tin lầm. Là có chỗ này nè. Đạo Phật ra đời nó công bố rồi, để công bố là hai cái phần này thôi, chứ không gì khác hết trọi trơn á. Thấy không? Mà cái này không dám nói bận sự thật nữa. Giờ con suy nghĩ vậy. Bây giờ tất cả kinh nói rõ ràng mà, chứ không phải ấy đâu, chứ không phải là truyền tông nói đâu. Chính ông Phật đã nói lời trước rồi. Mà tại mình không nghe thì giờ thiền tông ra đời để nói cho rõ cho người trí thức nghe thôi. Còn người không trí thức thì cũng không nghe. Ông bảo là người không trí thức đừng có tu, đừng vô thiền tông chi, rồi mang quả vào thân. Con tu, con mà tu giống như con đem cái con rắn độc vô trong nhà con nuôi, con không điều phục được nó cắn con, có ngày nào nó cắn con chết à. Bởi vì cái thiền tông nó ghê gớm lắm chứ không phải nhỏ đâu. Tại người ta không có hiểu. Rồi người ta nói tranh luận này tranh luận kia, chứ sự thật cái thiền tông cực kỳ ghê gớm. Nó giết người ta mà. Bởi vì con người ta đó, thì đi ngoài đường nó chỉ té thôi, trầy tay trầy chân. Còn mà con đi thiền tông thì con đi bằng máy bay. Chết chứ không có gì. Đi về, đi đáp xuống được, không được thì đi chết đi ở sông, ở biển, ở núi non, sông hồ. Chứ không phải vậy đâu. Nó khủng khiếp vậy chứ không phải nhỏ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. À, dạ có nhiều người mà con quen á, thì họ cũng đang tu mà tu nhiều pháp môn, thì càng tu thì có những cái linh tính, thì những người này cảm thấy là mình được cái linh tính đó là đúng, thì tại sao lại có những linh tính như vậy, làm sao để giúp những người này hiểu ra sự thật á? Này khó giúp người ta hiểu đó. Bởi vì trái đất này con phải căn cứ như này nè. Hiển linh là gì? Hiển linh là do thánh. Thánh nó dụ mình hiển linh thôi, chứ làm gì hiển linh mà được cái gì. Bên Phật giới không có xài cái hiển linh, bên Phật giới chỉ xài công đức thôi. Còn hiển linh ở đây là nó xài phước hoặc xài ác thôi. Chứ thế giới đã thành Phật qua bển rồi đâu có thành Phật. Bởi vì đây mình đi trong cái môi trường âm dương và cái môi trường vật lý, thoát được cái quy trường này. Còn trong này có nghĩa là con tu, con thành, con thấy này thấy kia là do thánh giúp con thôi, giúp thấy cho vui thôi. Chứ còn giải thoát không hiểu. Bây giờ con tìm mấy cái người này là con hỏi gì chứ. Bây giờ tu vậy nó hiển linh vậy mà chỉ biết con đường giải thoát không? Hoàn toàn bích, không hiểu giải thoát là cái gì. Đó, không phải hiểu nữa. Bây giờ nếu mà nói mà tu đạo Phật là đạo giải thoát, tại sao mà Việt Nam mình là 18.600 ngôi chùa, không chùa nào dám để chú tu giải thoát, hoàn toàn không ai, không có chùa nào dám để câu này. Con suy nghĩ đi. Thấy không? Vì thế mà ông Phật mới nói là tới thời mạt thượng pháp phải cho công bố ra để cho loài người biết rằng đạo Như Lai là đạo tinh hoa của nhân loại, chứ không phải dừa. Cho công bố để loài người biết. Còn vì thế mà công bố ra thì nó mới trao đảo nhiều người. Trao đảo là mấy ông thầy cúng bị trao đảo, chứ cái người muốn giải thoát không có trao đảo. Bây giờ cái đạo này ra, ông thầy cúng còn sống nổi không? Thì bắt đầu ông tức, ông chửi mình vậy thôi. Cái này ta nói rõ ràng chứ đâu phải ấy. Bây giờ ai đạo ông người nào cũng không biết là trái đất này là ngũ thú tập cư, thần người ngạ quỷ súc sanh, ai không biết cái này. Nhưng mà tại sao ông đi tu để được cái gì? Ai 10 người vô tu để tu giải thoát, mà hỏi ông chứ giải thoát là hoàn toàn. Tu từ 20 tuổi đến 100 tuổi hỏi giải thoát hoàn toàn không biết. Tu cái gì? Nó thành ra cái thiền tông nó ra đời để mà nó cho loài người biết rằng Như Lai dạy 6 pháp môn tu, mà cái pháp môn thứ 6 là cái pháp môn giải thoát này nè. Tu phải cho đạt được. Còn anh sống tu không đạt được thì đi xuống quả ngục á. Ông Phật cũng đã nói rõ ràng chứ biết rồi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu hỏi tiếp theo của bạn con là nếu như con muốn tu theo một cái đạo nào đó thì đầu óc con phải hiểu như thế nào để không bị lầm ạ? Bây giờ trước mắt hai cái căn bản này, đầu óc con phải sáng suốt, hiểu bằng khoa học. Thứ hai nữa là con tìm cái giáo lý của người đó có dạy giải thoát không. Đi vào hai căn bản này trước. Trí còn phải sáng suốt khoa học và tu. Thế giới này muốn tu là để giải thoát, mà còn có người nào dạy giải thoát thì con vô tu. Còn tu nó ở tu để hiển linh thôi. Hiển linh là cái chuyện để vui chơi thôi. Thấy không? Tu để thành thần thôi, tôi không dám làm thần. Mà tu thành thánh tôi không dám làm thành thánh nữa.
Còn tu mà để thành cô hồn, sao tu cũng không dám nữa. Tu tu thành Phật, ông hiểu không? Thành Phật là giải thoát, ông chỉ tôi đi. Thì muốn cúng dường ông bao nhiêu cũng được hết. Còn nếu mà không có hai này thôi, đừng tu mất công lắm. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, hiện nay bạn con đang tu theo đạo của Đức Chúa Trời với mong muốn là sau khi chết được về cõi trời sinh sống. Nhưng mà nếu như mà không được về cõi trời thì sau khi chết sẽ đi về đâu ạ? Thì ông Chúa Giêsu cũng nói rồi, chết tu theo đạo Chúa lên thiên đàng, còn không lên thiên đàng ông nó cho xuống địa ngục. ông nói rõ ràng chứ không phải ai bịa đặt. Đạo Chúa nó là thiên đàng địa ngục hai quê, tu đúng lên thiên đàng, tu sai xuống địa ngục. Ông nói rõ ràng trong kinh, tất cả trong giáo lý đạo Thiên Chúa nói rất rõ ràng, thiên đàng địa ngục hai quê. Đêm nằm nhớ Chúa nhớ cha, đọc kinh cầu nguyện sẽ lên thiên đàng. Thiên đàng phải giữ thiên đàng đến khi giờ chết, được lên thiên đàng rõ ràng. Câu kinh của Thiên Chúa rất rõ ràng chứ phải không? Tu lên thiên đàng, thiên là gì? Thiên là trời, đàng là gì? Đường trên trời. Con tu lên sống trên trời, sống ngoài đường trên trời. Con không hiểu sao con hiểu, nghe không? Bởi cái đường trời nó sáng, nó sướng lắm, giống như ở Sài Gòn có đường Nguyễn Huệ Tết đó, nó làm đẹp lắm. Con muốn ấy con cứ ở đó hoài, không về nhà nghe, vô đó tối ngày đi vòng đó hoài, nghe không? Đó, rõ ràng chứ không phải. Đạo Thiên Chúa nói rất hay chứ không phải nhỏ đâu. Ông đạo sống để lên thiên đàng mà tu lên thiên đàng, còn không lên được thì phải xuống địa ngục. Ông rõ ràng mình hả? Ông chỉ cho hai con đường rõ ràng chứ không phải là ông giấu mình đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ, tu theo đạo Phật á, là phải tu cho sáng suốt, phải tu cho thật là đúng. Nhưng mà chốt lại là tu cho thật đúng là tu như thế nào ạ? Đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát. Giác ngộ là hiểu biết, giải thoát đi ra ngoài sức hút vật lý này là tu đúng. Còn tu theo Phật mà cúng là cúng của hồn, là ông Phật đâu có dạy cúng của hồn. Ông Phật đâu có dạy tu ngồi hiển linh để làm gì? Hiển linh để có thần thông đi hù người ta chứ làm gì? Đi làm tiền. Có hiển linh càng nhào con đi làm tiền người ta thì con bị nhân quả, thấy không? Ông Phật dạy thì có đường bốn chữ thôi, giác ngộ giải thoát, có vậy thôi. Giác ngộ là hiểu biết con tại sao có con, cái tánh con như thế nào, trái đất này hình thành thế nào, trái đất này có mấy loài sống chung, ông dạy cho mình rõ ràng vậy thôi. Còn giải thoát phải tìm cái công thức của nó đi ra. Còn nếu mà con không tìm công thức, cứ ngồi đây con tu ngủ hoài, bởi vì nó thế gian mà giống như bão mà con ngồi đó mà con để con che cái con kìm cho cái bão đừng có quay được không? Làm chuyện ổng làm chuyện nấu cát mà để thành cơm không được, không hoàn toàn không được cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Dạ con đã rõ thông, con xin cảm ơn bác ạ. Rồi cảm ơn con đã hỏi.